chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em quay cho anh chị một lô đất đẹp ở dự án HUD xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Lô đất này là 120m², ngang 6m, dài 20m, nằm trên trục đường 16m, đối diện với khu công viên, nhà trẻ, trường cấp 1 và trường thể dục thể thao, khu công viên tập trung, chia làm 3 phân khu, mỗi phân khu là 3 hecta, là tổng khu vực chỗ này là khoảng gần 10 hecta anh chị nhé. Cái lô đất này nằm trên trục đường 16m này, thì đối diện với cái khu công viên, khu trường học cấp 1 cũng như là khu nhà trẻ. Em mới quay cho anh chị lô đất này thì nó nằm sát ngõ 3 nhưng mà không dính phong thủy. Nằm từ bản đồ số 109 nhóm 2 của dự án HUD. Từ vị trí lô đất, anh chị đi qua hướng Tây hoặc qua hướng Đông đều có trục đường 16m để kết nối ra đường Lê Hồng Phong. Lô đất này nằm ở giữa hai cái cây này anh chị. 6m, dài 20m. Phía sau lưng lô đất là trục đường Lê Hồng Phong anh chị. Để mình cúi xuống. Đó, mấy cái cây cao cao đó là trục đường Lê Hồng Phong anh chị nhé. Mấy cây cao cao kìa. Thì vị trí lô đất trục đường 16m, hai bên đi bộ mỗi bên 3m, thì lòng đường khoảng 9 đến 10 mét anh chị. Lô đất là không dính ngõ 3. Thì qua lô đất cỡ tầm 1-2 lô là tới ngõ 3 này anh chị nhé. Thì trước lô đất mình, bên này là khu thể thao và khu công viên này. Tới cái đường 12m, tới khu trường cấp 1 anh chị. Thì cái lô này em quay cho anh chị là 6 x 20 này đối diện với khu trường cấp 1 anh chị nhé. Khu vực chỗ này là 3 khu, tổng diện tích là khoảng gần 10 hecta. Khu vực công viên, trung tâm thể dục thể thao, trường cấp 1 và trường mẫu giáo, trường dưỡng trẻ. Gửi tới quý anh chị lô đất đẹp đối diện với khu trường học đẹp ở dự án HUD. Đây là vị trí lô đất anh chị, ngang 6m, dài 20m, nằm trên trục đường 16m, thông qua phía đông của dự án, nối trực tiếp vào cái khu trung tâm thể dục thể thao. Đối diện với lô đất là khu trường cấp 1, bên này là khu công viên, bên này là khu trường mẫu giáo. Sau lưng lô đất là trục đường Lê Hồng Phong 53m, và phía tây nam của lô đất là ngõ tư trục đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Lê Hồng Phong. Nằm trên khuôn viên của dự án HUD. Đây là khuôn viên của dự án HUD anh chị. Và đây là dự án xây dựng Hà Nội. Và đây là dự án Thành Hưng. Đây là 3 dự án sổ sách đổ đất đẹp nhất của huyện Nhân Trạch bây giờ anh chị nhé. Kết nối trực tiếp với đường liên cảng xuống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. So với trên địa bàn huyện Nhân Trạch thì dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội nằm phía đông nam của huyện Nhân Trạch. Kết nối với đường 25C là lên trục đường Huỳnh Thúc Kháng, lên đường Hùng Vương, lên 25C là đúng 6 cây số đi vào sân bay Long Thành. Anh chị ra đường Lê Hồng Phong lên trung tâm huyện là đúng 10 cây số anh chị.
anh chị ra đường Nguyễn Văn Cừ, anh chị lên cao tốc Long Thành Dầu Dây trên này thì là cũng đúng 10 km anh chị nhá. Nhìn trong khu vực này thì là cái vị trí nó rất là thuận lợi. Cánh đồng của huyện Nhân Trạch trong tương lai là khu vực cực kỳ phát triển, do nó tập trung rất là nhiều đại lộ. Đại lộ ngang là gồm đường 25B, đường 25C, đường 25D chỗ này, đường Liên Cảng và trục đường Lê Hồng Phong. Đại lộ dọc là gồm Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú là đại lộ phía đông. Đại lộ trung tâm là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hai dự án cực kỳ đẹp của huyện Nhân Trạch trong thời buổi hiện nay, giá cả quanh giá 10 triệu một mét. So với đất dân thì những lô đất trong này với trục đường 12 mét, vị trí lô đất đẹp, cũng như là lô đất trên trục đường 16 mét thì chưa bằng giá mét vuông so với những cái lô đất trên trục đường 4 mét ngay khu dân cư của huyện Nhân Trạch. Do vậy nên với cái tầm giá quanh giá 10 triệu thì dự án này được gọi là vùng trũng của huyện Nhân Trạch. Giá cả pháp lý thì rõ ràng, trong cân sốt đất thì nó lên tới 15 triệu. Đây là cơ hội để anh chị đầu tư đất rẻ ở huyện Nhân Trạch, sổ sách pháp lý quy hoạch bài bản, trong khi dân cư của khu vực này là đang phát triển ngày càng mạnh. Tỷ lệ khu vực này là khoảng 20.000 lô đất trong cái khu vực này, và tỷ lệ dân cư hiện tại là khoảng 400 là đất nền nhá anh chị, đất nền và có nhà ở là khoảng 400, thì tính tỷ lệ là khoảng 2% khu vực này là trên cái đòa dân cư về, không còn tình trạng bỏ khu vực di dân anh chị. Tính trên cái bản đồ của dự án thì vị trí lô đất nằm ở đây, đối diện với trường cấp 1, khu nhà trẻ, khu vực kinh cây xanh, bên này cũng khuôn viên cây xanh, và bên này là khu trung tâm thể dục thể thao, và đất này là đất chung cư cao tầng, khu vực sau này kinh doanh mua bán rất là sầm uất. Đánh giá vị trí của lô đất này cực kỳ đẹp, 120 m², bán chỉ 1.250.000.000, gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư ngồi huyện Nhân Trạch. Với lô đất mặt tiền đường nhựa, bài bản đẹp, sổ sách rõ ràng, công chứng ngay. Cảm ơn anh chị đã xem video, anh chị thấy hay, hữu ích, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho em với nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ cho em với nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp, giá ngộp ở huyện Nhân Trạch. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Ký gửi bất động sản ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.